Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Kính thưa quý vị và các bạn, Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 được Liên Hợp Quốc lựa chọn với chủ đề Hành động vì thiên nhiên. Năm 2020 cũng là năm quan trọng đối với các quốc gia cam kết bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học. Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng cũng không nằm ngoài cam kết và những nỗ lực bảo tồn để phát triển bền vững đa dạng sinh học. Trong chương mục ngày hôm nay, sau phần tin tức đáng chú ý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững. Vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 10 năm bảo tồn cây di sản Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trường hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Cục Bảo vệ Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan ban ngành, các tổ chức hội liên quan. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chính thức phát động sự kiện Bảo tồn cây di sản Việt Nam từ năm 2010. Sau 10 năm tổ chức thực hiện, hội đã công nhận được 3.975 cây di sản thuộc 125 loài ở 54 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Cao Bằng có trên 90% đất rừng, đất lâm nghiệp. Cho đến nay đã có 13 cây được công nhận là cây di sản Việt Nam, hai rừng cây quý nguyên sinh, những cây di sản đạt trên mấy trăm năm đến hàng ngàn năm tuổi, tồn tại đến ngày nay là những cây đã chống chịu được với khí hậu khắc nghiệt và sâu bệnh theo thời gian. Đây chính là những nguồn gen quý có thể lưu truyền, nhân giống và phát triển. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những giá trị khoa học của cây di sản Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch bền vững, dựa vào thiên nhiên, đưa du lịch trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực trong việc bảo tồn, sử dụng bền vững, đa dạng sinh học hệ sinh thái. Để phong trào bảo tồn cây di sản lan tỏa sâu rộng hơn nữa, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp như cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, tiếp tục tuyên truyền, vận động các ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng cùng quan tâm. Các cơ quan chức năng tạo hành lang pháp lý và ban hành những quy định cụ thể cho phong trào bảo tồn cây di sản phát triển, đồng thời bảo tồn cây di sản Việt Nam bền vững, thông qua các phương thức khai thác du lịch, hoạt động văn hóa, lịch sử, tâm linh, đảm bảo hài hòa và cân bằng môi trường sống tự nhiên, chủ động phòng chống biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ công bố cây di sản Việt Nam cho cây đa cổ thụ tại thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng và cây trỏ chỉ, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh. Cây đa cổ thụ tại khu chợ thị trấn Thông Nông nằm ngay trung tâm thị trấn, có tuổi đời trên 200 năm với chiều cao thân chính từ 30 đến 35 mét. Chu vi thân chính đo được là 6,20 mét, đường kính 2,10 mét, tán rộng 30 đến 35 mét. Trước đây, khu vực cạnh gốc đa có đền thờ nhân vật lịch sử Nùng Chí Cao từ lâu đời, được người dân thờ cúng vào các dịp lễ Tết ngay dăm và đã trở thành nơi linh thiêng để người dân khu vực thị trấn Thông Nông thờ cúng hàng năm. Quần thể cây mại rào, trò chỉ, xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung gồm 35 cá thể mọc tập trung có màu vàng hoặc hơi hồng, cây rất cao to, bộ lá xanh đậm, tán gọn so với các loại cây khác trong rừng, thân cây cao 35 đến 50 mét, mọc thẳng vút nên rất dễ nhận biết. Theo các cụ cao tuổi của xóm, cây mại rào có tuổi đời trên 200 năm tuổi, có giá trị về cảnh quan môi trường và gắn bó thân thiết với văn hóa của người dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh đã công bố, trao quyết định và bằng công nhận cây mại rào, trò chỉ là cây di sản Việt Nam cho Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung, mở bia đá vinh danh cây di sản tại khu vực quần thể cây mại rào, trò chỉ, xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh. Việc công nhận cây di sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn nguồn gen quý hiếm của loài đặc hữu này. Đây không chỉ là bằng chứng xác thực về rừng nguyên sinh trong khu vực huyện, mà còn góp phần tạo sự đa dạng các loại hình dịch vụ và du lịch sinh thái hấp dẫn du khách khi đến địa phương, là điểm nhấn và là động lực quan trọng thúc đẩy du lịch sinh thái phát triển. Nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và tăng thu nguồn ngân sách nhà nước, các ngành chức năng đã phối hợp đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành, phấn đấu trong năm 2020 thu thuế từ hoạt động này đạt 180 tỷ đồng.
Năm 2020, tỉnh có kế hoạch thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản trên 180 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng từ hoạt động cấp quyền khai thác khoáng sản, 150 tỷ đồng từ thuế, phí phát sinh và thu hồi nợ động, trên 10 tỷ đồng từ đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tính đến hết ngày 21 tháng 6, toàn tỉnh đã thu được 60 tỷ đồng, trong đó có 8 tỷ đồng thu đợt 1 từ hoạt động cấp quyền khai thác khoáng sản, 50 tỷ đồng từ thuế, phí phát sinh và thu hồi nợ động. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho tỉnh quy hoạch thêm các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn để cấp phép khai thác, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng, tiếp tục rà soát, định hướng các vị trí khai thác đá không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, tạo địa chỉ giúp tăng thu ngân sách cho tỉnh. Đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Sở tiến hành kiểm tra thực địa 34 khu vực đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh. Trong đó có 23 khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch phục vụ cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng, đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là khai thác đá, cát sỏi, bảo vệ cảnh quan môi trường, khu vực công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng. Kính thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề toàn cầu vì hiện có hàng triệu loài động thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những tác động của con người. Theo báo cáo của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNEP, có 5 nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học do hoạt động của con người gây ra, đó là thay đổi nhu cầu sử dụng đất, khai thác quá mức độ, thực vật hoang dã, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sinh vật ngoại lai xâm hại. Trong khi đó, quá trình toàn cầu hóa đang làm gia tăng sự dịch chuyển các loài vừa ra ngoài phạm vi tự nhiên vốn có thông qua các hoạt động du lịch, thương mại, phá vỡ hệ sinh thái bản địa và môi trường sống của sinh vật. Tại Cao Bằng, những phong trào đoàn kết giữ rừng, giữ cây vẫn luôn được các bản làng vùng sâu vùng xa ý thức gìn giữ để bảo vệ môi trường thiên nhiên. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ hệ sinh thái cùng với sự phát triển mạnh của kinh tế xã hội trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì bảo vệ hệ sinh thái cần được quan tâm đặt lên hàng đầu. Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn là hành động vì thiên nhiên. Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của con người một cách hiệu quả, lâu dài nhất. Ý thức được điều đó, người dân tại xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, trên dưới một lòng, đã có nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động sáng tạo trong việc bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên. Khu quần thể cây mại rào, hay còn gọi là cây trỏ chỉ, có trên 200 năm tuổi, vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường công bố quyết định khu quần thể cây di sản Việt Nam. Từ bao đời nay, tại ngôi làng này, bất cứ người dân nào vào những khu vực này đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ rừng và có sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng xóm làng. Cộng đồng đã chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng các khu quần thể rừng nhằm bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các quy định, luật tục về bảo vệ rừng đều được cụ thể hóa bằng những công việc cụ thể. Bên xóm thì cũng có các cụ đó là để khoanh nuôi rừng thì cũng tôi cũng thấy là rất là mừng, vì là cái này cũng là để là nguồn gốc là để các ông cha để lại để con cháu nó được hưởng về cái cây cối này. Thật ra là cái này là để là cái rừng núi này quang cảnh cũng rất là đẹp, nên là mỗi người dân cũng phải cùng nhau phải là theo cái quy ước hương ước ấy, thì không ai được chặt phá thì phải phạt theo cái quy ước hương ước thiên nhiên này, để là làng xóm chúng ta đi lại nó nhìn thấy, kể cả đến đời con đời cháu nó cũng có cái là nguồn gốc của các ông để lại cho những ngày đến ngày hôm nay. Thì tôi cũng thấy là được công nhận về cái di sản của xóm, của xã và đến bên trung ương đã về công nhận như thế, cũng rất là thấy là mừng, vì là mỗi người dân chúng ta đều cùng nhau là để là giữ, có trách nhiệm. Các ông dặn dò ấy thì là mọi cái thì trước đây thì các ông thì cũng muốn là trồng để là mãi mãi mai sau, không ai để là chặt phá. Cái này là cái khâu bảo vệ rất là phải chắc chắn, là quý giá. Cây này cũng là rất là cây quý. Cây bao nhiêu mà cơn lốc cơn gió mà to bao nhiêu mà không các cây khác nó đổ, nhưng mà cây này nó lại không đổ. Đấy, như cây sâu cây khác nó không chịu được, nhưng mà cây này nó lại chịu được.
Tôi cũng thấy là rất là mừng, mong rằng là để là lưu giữ cho để các con cháu ngày từ xưa tới nay, thì mong sao là được giữ mãi mãi để là mọi cái là môi trường thiên nhiên nó sạch đẹp và mọi cái sẽ có con người sẽ có ý thức. Một trong những nhiệm vụ quan trọng tức là gìn giữ bảo vệ những cây cổ thụ quý hiếm đặc hữu của tỉnh Cao Bằng trở thành cây di sản Việt Nam. Nó góp phần bảo tồn gen, bảo tồn những loài cây quý của tỉnh nhà. Và trong bối cảnh hiện nay thì nó còn là một việc nữa, tức là nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường, phát triển bền vững tại địa phương, góp phần vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. Chúng tôi đã vinh danh như thế là được 13 cây di sản của tỉnh và 2 rừng cây nguyên sinh trở thành rừng cây di sản Việt Nam. Đó là rừng cây ở Bó Giường, huyện Thạch An và rừng cây Mại Rào ở huyện Trùng Khánh hiện nay. Những rừng cây này là một trong những rừng cây mà cực kỳ quý hiếm của tỉnh Cao Bằng nói riêng và của khu Việt Bắc nói chung. Và chúng tôi cảm thấy rằng là việc làm này được nhân dân ủng hộ và nó biến thành trở thành một cái nhu cầu nhân dân trong việc gìn giữ những cái loại cây quý hiếm ấy. Và nhiều nơi nhân dân đã phát hiện và đề nghị chúng tôi lập hồ sơ, và công việc ấy hiện giờ chúng tôi đưa vào chỉ tiêu và tiếp tục là xây dựng hồ sơ trình các cơ quan khoa học trung ương, Hội đồng cây di sản Việt Nam, là tiến tới dần dần là sẽ phủ khắp bản đồ cây di sản trên 13 huyện thị của toàn tỉnh. Việc này làm được nhân dân hết sức là hoan nghênh, cộng đồng là luôn luôn mong mỏi và góp phần vào việc gìn giữ cây di sản chung của cả nước và làm tô thắm thêm cái việc mà màu xanh cho đất nước, cho quê hương. Thiên nhiên đã ban tặng cho Cao Bằng những cảnh sắc tuyệt đẹp, những vẻ đẹp tự nhiên của các dãy núi cao trùng điệp và các dải rừng xanh, thảm thực vật đậm nét hoang sơ của núi rừng, và còn được đánh giá là một trong những tỉnh có tính đa dạng sinh học cao với nhiều kiểu hệ sinh thái và loại thực vật phân bố rải đều trong tỉnh. Trải qua nhiều thiên niên kỳ, với những thăng trầm và biến cố của lịch sử, Cao Bằng vẫn luôn giữ và bảo tồn được rất nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi, có điều kiện rừng lớn với 372.908,24 ha, chiếm 55,59% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Bao gồm 5 hệ sinh thái rừng khác nhau, trong đó chứa đựng nhiều nguồn gen động thực vật quý hiếm. Đặc biệt, toàn tỉnh đã có 15 cây được công nhận cây di sản Việt Nam, 2 rừng cây di sản quý hiếm. Đây đều là sự đồng lòng đoàn kết của các cấp chính quyền địa phương và hơn hết xuất phát ý thức của người dân. Chúng tôi rất ấn tượng lên cái Cao Bằng. Cao Bằng là một tỉnh nghèo, nhưng mà rõ ràng về cái di sản thiên nhiên, về cái màu xanh thiên nhiên mà theo chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sắp đến trong giai đoạn trước đây cũng như giai đoạn từ 21 đến 25 và đến 30 và tầm nhìn 45 thì chúng ta phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững theo hướng là tăng trưởng xanh, tiêu dùng xanh và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Thì chính cái Cao Bằng hiện nay, rừng núi tại cái Cao Bằng là một cái đầu vào, tức là cái đầu vào của cái nền kinh tế xanh của Cao Bằng nói riêng và của Việt Nam nói chung. Vì thế mà cái ấn tượng của các cái nhà khoa học của Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cũng như các cái nhà sinh vật học của chúng tôi thì chúng tôi rất ấn tượng về màu xanh của Cao Bằng, là cái đó thể hiện là cái tâm lòng của dân, nhờ cộng đồng đã bảo vệ như thế thì chính rừng mới được. Có nhiều nơi phá gọi như là trọc, nhưng mà lên Cao Bằng hình như những cái vùng núi đá là chỗ nào cũng có rừng mà chỗ nào cũng có xanh, mà chính cái màu xanh đó là nó được giữ cho cái sức sống của cộng đồng, giữ được bản làng và giữ được các cái ruộng ngô, ruộng lúa, ruộng cây thuốc hay là các cái cây về sông, mây, tre, luồng nữa của các bạn, là chính là nhờ cái màu xanh và nhờ cái thiên nhiên của các bạn. Chính vì thế mà cái ấn tượng sâu sắc của chúng tôi trong Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cũng như nghiên cứu về đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thì chúng tôi rất ấn tượng và chúng tôi rất kính trọng và rất biết ơn đồng bào. Chính đồng bào còn nghèo khổ, còn khó khăn, nhưng đồng bào luôn luôn có cái ý thức để bảo vệ được rừng như thế, chính là bảo vệ cho cuộc sống của đồng bào, không những trong hiện nay, và chính là thể hiện cái sự ưu ái của bà con đến cái thế hệ tương lai. Theo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, Cao Bằng có một hệ thống các khu bảo tồn gồm một vườn quốc gia
5 khu bảo tồn loài, sinh cảnh, 5 khu bảo vệ cảnh quan, 1 khu bảo tồn đất ngập nước nội địa và 2 hành lang đa dạng sinh học. Hầu hết các khu vực này đều nằm trong phạm vi công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đây chính là tiền đề để các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng cùng nhau bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẵn có của địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển bền vững. Thứ nhất là nó bảo vệ được cái màu xanh cho quê hương, đấy là cái tổng thể chung. Và đối với tỉnh Cao Bằng là tỉnh đa dạng sinh học, thành ra những nguồn gen quý hiếm lại cần phải được nhân lên và phát triển nó rộng ra, trở thành phong trào quần chúng trồng những loại cây quý hiếm. Cái việc này nó gắn bó chặt chẽ với nhau giữa bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn cả những cái loài động vật quý hiếm. Nó góp phần vào việc, tức là thứ nhất là nâng cao ý thức bảo vệ của người dân đã. Thứ hai nữa là làm thế nào để cho quê hương của chúng ta có nhiều cái loại sinh vật quý cũng như nhiều cái cây có giá trị kinh tế cao. Mà tỉnh Cao Bằng lại là một tỉnh có nhiều cái loại cây quý hiếm, loài vật cũng rất quý hiếm. Ví dụ như cái con vọc ở Trùng Khánh chẳng hạn, đây là loại vọc cần phải bảo vệ một cách gọi là thật là cẩn mật để nó có thể ngày một phát triển nhiều hơn, cũng như là các loài cây quý hiếm và những loài cây đặc hữu như là những cây ăn quả mà ở tỉnh Cao Bằng mới có, như cây hạt dẻ và nhiều loại cây quý khác của tỉnh Cao Bằng. Một điều mong mỏi của Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường là nhiệm vụ của hội, tức là nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại địa phương. Cái việc mà nâng cao ý thức ấy giúp cho người dân thấy rằng là việc bảo vệ đa dạng sinh học, việc bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, trồng rừng, phát triển rừng là nhiệm vụ của mỗi người dân. Và việc ấy nó sẽ góp phần làm cho đất nước xanh tươi, tỉnh Cao Bằng ta có những loại cây đặc hữu và có những loài thú quý hiếm mà hiện nay ở nhiều nơi khác trong của các tỉnh khác của tỉnh đất nước không có được. Chúng ta phải tự hào về những người làm việc ấy. Và muốn tự hào ấy thì niềm tự hào ấy nó phải được lan tỏa. Tức là người dân phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. Và việc bảo vệ ấy nó không những là ngày nay mà nó còn cho các thế hệ tương lai này học. Bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm vụ này không dễ dàng, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2020 là Hành động vì thiên nhiên, là lời nhắc nhở với các quốc gia nói chung và các cấp, các ngành nói riêng cần chiến lược bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học với các giải pháp cụ thể, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, mỗi một người dân cần có hiểu biết sâu sắc của hệ sinh thái tự nhiên gắn liền với cuộc sống chính chúng ta. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững của Đài Phát thanh Truyền Cao Bằng hôm nay. Chúng tôi luôn tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xung quanh vấn đề về tài nguyên và môi trường. Xin gửi về ban biên tập chuyên mục theo địa chỉ chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững crtv@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.